Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn. Cô ba, cô ba, cô ráng lên, cô ba ơi, cô ráng lên. Tôi biết là cô giỏi mà. Cho gì ấm nước nữa được không con? Dạ rồi, dạ rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, sao lâu quá vậy ta? Trời ơi, ra rồi, ra rồi, ra rồi. Con vuông rồi, chúc mừng con. Cô ba, tiếng em bé quá trời quá đất. Cô ba ơi, con cô đẻ rồi hả cô ba? Con coi nè, dễ thương. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho cô ba nhà con. Cảm ơn trời Phật. Em bị lớn ghê vậy đó. Ông Đốc Tờ, ông Đốc Tờ ơi, cảm ơn ông rất là nhiều nha ông Đốc Tờ. Là con trai, mẹ tròn con vuông. Chúc mừng là, cậu nha. Là con trai luôn hả? Là. Trời ơi, ông Đốc Tờ ơi, con vợ ông giỏi thiệt nha. Cái gì cũng biết làm hết trơn á. Chữa bệnh cũng biết làm, đỡ đẻ cũng biết làm nữa. Cảm ơn ông nhiều lắm nha. Cảm ơn ông nhiều lắm, cảm ơn ông nhiều lắm. Không có gì, được rồi. Mời ông ngồi. Được rồi. Tôi rót trà cho ông uống nghe. Mời. Ở nhà bà chủ mà biết cô ba sanh mẹ tròn con vuông chắc là vui lắm. Bà, hôm nay bà thích ăn cái gì tôi chở bà đi. Vậy ông chở tôi ra chợ lớn đi, tôi muốn ăn đồ tàu. Ông ơi, ông có ai bỏ lá thơ vô nhà mình nè? Bà con nó viết gì ở trong đó, đọc tôi nghe coi. Kiều Loan con dâu ông bà đã bị sảy thai nhưng giấu ông bà bấy lâu nay. Phi Bằng và con bé Ba, em gái của Kiều Loan, đã có với nhau một đứa con. Kiều Loan đang âm mưu kiếm một đứa trẻ khác để thay thế. Tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Ông bà cứ về nhà ông Phước để tra cho tường tận. Từ đó bà. Từ từ cái gì mà từ từ? Người ta đã qua mặt mình như vậy, ông biểu tôi từ từ làm sao? Chuyện đâu còn có đó mà. Dạ, tôi chào bà, tôi chào ông. Con Loan đâu? Tôi muốn nói chuyện với nó. Mọi người đang ở trong nhà, để tôi vô tôi báo lại với gia chủ. Khỏi. Phi Bằng. Dạ. Kiều Loan, hai đứa đúng thiệt là to gan. Chuyện lớn như vậy mà dám giấu cha má hả? Dạ con. Thưa cha má, con xin lỗi. Dạ thật ra là lần này con định về là sẽ thưa cha má và nói hết tất cả sự thật, chứ con không có muốn giấu đâu cha má ơi. Con. Bà xui à. Bà bình tĩnh đi. Có chuyện gì từ từ nói. Con gái của tôi nó đã không khỏe rồi. Bình tĩnh đi em. Tôi hiểu rồi.
Thì ra là ông bà biết hết mọi chuyện, nhưng mà toa rập, bao che cho nó, lừa gạt gia đình tôi, đúng không? Kìa bà bình tĩnh đi bà. Không có bình tĩnh gì hết, cũng tại ông hết đó. Nếu mà lúc trước ông chịu nghe lời tôi thì đâu có xảy ra chuyện như vậy đâu. Tôi nghĩ trong chuyện này có nhiều quẩn khúc, bà cứ nghe anh chị Xu giải thích đi đã. Chị Xu bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó, mời chị ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Không sao đâu em. Rồi, tôi ngồi rồi đó. Mấy người nói đi, tại sao con dâu của tôi hư thai mà lại nói dối tôi? Mấy người có ý đồ gì hả? Không nói được cái gì? Không nói được thì để tôi nói. Mấy người tính đợi cho đủ 9 tháng 10 ngày rồi đi kiếm một đứa trẻ khác để thay thế cháu nội tôi, đúng không? Má ơi, dạ không, không có chuyện đó xảy ra đâu má. Cô im đi, không tới lượt cô lên tiếng đâu. Đứa nhỏ này cũng không phải xa lạ gì, cũng là con ruột của Phi Bằng. Nhưng mà người mang thai nó là em gái của cô. Gia đình cô tưởng là gia giáo lắm, hóa ra cũng chỉ là một lũ lộn chuồng lộn ổ mà thôi. Cô nhìn tôi cái gì? Tôi nói không đúng hả? Anh thấy chưa? Vừa lòng anh chưa? Anh vừa lòng anh chưa? Anh để má của anh nói những lời như vậy với cha má của tôi, anh vừa lòng anh chưa? Có phải mấy người, có phải tất cả mấy người đang âm mưu lấy con của nó thấy vào chỗ con của tôi đúng không? Có phải anh định như vậy đúng không? Anh nói tôi nghe đi. Kiều Loan à, em bình tĩnh lại đi. Em bình tĩnh lại đi bà Kiều Loan à. Kiều Loan à, thực ra là trong chuyện này anh không biết gì hết. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao tôi làm sao sống nổi? Tôi sống không nổi. Kiều Loan à, Kiều Loan, Kiều Loan, Kiều Loan, Kiều Loan, lão đi, sao vậy này Kiều Loan? Con ơi, con đợi nó vô trong đi. Kiều Loan, nè, tôi chưa nói xong mà đi đâu vậy? Nè, nè, bà muốn nói gì á thì về nhà bà mà nói. Đây là nhà của tôi. Con gái của ông hư hỏng gì vậy mà ông còn binh nó nữa hả? Con gái của tôi phải binh, không lẽ tôi phải binh bà? Đúng là cha nào con nấy mà. Con gái của tôi phải giống tôi chứ. Ông... Thôi mà, tôi xin hai người, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, đâu phải cứ làm ầm ĩ lên là xong. Được rồi, tôi sẽ nói con trai của tôi bỏ con gái của ông. Tùy bà. Ông đứng lại. Bà đừng có làm quá lên như vậy, chuyện đâu còn có đó mà. Bà, nhưng bộ bà muốn tôi chết hay sao? Sự nghiệp tiêu tan bà mới vừa lòng sao? Nhưng mà thôi, đi về. Đi về ở đây làm cái gì? Đi. Cô Thư khỏe hen? Dạ khỏe. Cô Thư yên tâm, em bé rất khỏe và ngoan. Thiệt vậy hả cô y tá? Dạ. Cô Thư ráng ăn tẩm bổ vô nha. Dạ, tôi cảm ơn cô. Cảm ơn cô y tá. Mấy con của má cưng quá à. Con cháu nha. Ông nói gì vậy? Mới đẻ ra mà ăn cháu. Người cần ăn là tôi nè. Tôi đói lắm rồi. Tôi vui quá tôi quên. Lúc tôi ăn lẹ đi. À... nè, coi chừng nóng nghe. Nhưng mà nè, sao ông để cho Dr. Tú đỡ đẻ cho tôi vậy? Tôi mắc cỡ lắm luôn á. Trời đất ơi, lúc đó cô bà đau đẻ la muốn bể trời luôn, mà còn mắc cỡ nữa. Thà là người khác đỡ đẻ cho tôi, chứ đằng này là Dr. Tú, sao mà dám nhìn mặt. Chứ không lẽ tôi đỡ đẻ cho cô ba hả? Nói cái gì vậy? Ông mà đỡ đẻ cho tôi còn để ông ngồi đây hả?
Ê, đút lẹ đi, tôi đói quá à. Mà ông đút chậm quá à. Hay là bế con cho tôi ăn cho, tự ăn. Trời đất ơi, mới đẻ mà ăn dữ vậy. Ờ, tôi thấy lúc nào cũng đói hết trơn á. Coi chừng phỏng nghe. Ừ. Tiếp đi. Chào cả nhà. Ủa, cảm ơn ông Đốc Tờ Tú. Nhờ có ông cho nên hai má con cũ. Anh nói gì vậy? Gọi tôi là Tú được rồi. Tôi đến đây để báo tin vui cho hai người đó. Sao? Má con cô Kiều Thư sức khỏe đã ổn định, có thể rời khỏi đây rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Mà nè, em bé không thể ở trên thuyền đâu. À, tụi tôi có để dành ít tiền để tôi thuê nhà trọ cho hai má con cô ở. Thôi, tôi đã hỏi ông tôi rồi. Đằng sau nhà tôi có một cái giường, trong giường có một cái chòi. Hai người có thể ở tạm ở đó nha. Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn anh Tú. Ơn nghĩa gì. Thôi tôi làm việc đây. Dạ. Chào con nha, mau ăn trống lớn nha. Dạ. Tôi đi nha. Dạ, chào anh. Ừ. Dạ. Trời, ê ông An, vậy là mình có nhà để ở rồi. Đúng rồi. Mình có nhà rồi, mình có nhà để ở rồi. Ủa, mà không mắc cỡ nữa hả? Thì mắc cỡ thì có, nhưng mà thấy có nhà cho con tôi ở là tôi mừng lắm. Với lại tôi cũng nghe Đốc Tờ Tú nói là ở nhà ảnh có một cái bức tranh giống y chang tôi à. Tôi cũng muốn coi làm sao. Ừ. Nè, thực ra là tôi cũng tò mò một chút xíu thôi. Chính á, là tôi muốn để cho con tôi cứng cáp nè, mình có cuộc sống ổn định. Tôi cũng muốn buôn bán, kiếm tiền từ cái gì đó thì mình đi chỗ khác ở, đâu có thể làm phiền người ta mãi được, đúng không? Ừ. Ông cản tôi làm gì? Tôi muốn làm cho ra chuyện luôn đó. Bà mà làm ra chuyện là mất mặt tôi và mất luôn cả mối làm ăn của tôi. Không làm ăn được ở đây á thì đi về chỗ khác làm, sợ gì ai? Bà chỉ biết nói cho sướng cái miệng thôi. Bà có biết là công việc làm ăn của tôi lúc này tệ lắm không? Nếu không nói là không bám được chỗ này, sớm muộn gì tôi cũng phá sản. Vậy chẳng lẽ bây giờ tôi phải đón nó về đây hả? Nó là đứa con dâu hư hỏng. Hư hỏng hồi nào đâu. Chẳng qua là nó sợ bà quá nên nó mới giấu chuyện này. Nó vẫn là một đứa con dâu ngoan ngoãn, đẹp người đẹp nết mà. Vậy làm sao bây giờ? Thì bà bớt cứng lại với người ta, tìm cách đưa nó về nhà. Để cho tôi xong cái vụ làm ăn này đã, bà tin sao cũng được hết. Cũng tại ông hết đó. Ừ. Thấy con nhỏ xinh xắn cái tươm tướp muốn cưới về liền à. Thì tôi cũng giống như bà thôi. Vừa nghe người ta nói hứa cho con gái nửa gia sản là bà cũng đâu có bỏ qua mối này. Vậy nên tôi mới hối hận nhìn lầm đây nè. Mở miệng ra hỏi của hồi môn thì kỳ quá, mà không thì tự nhiên kiếm một đứa con dâu chẳng ra gì. Tới rồi. Ông Út ơi. Ơi. À, chào cậu Tú nha. Chào cậu Tú. Chào cô cậu. Dạ. Cậu Tú có dặn tôi là dọn nhà theo ý muốn của cậu á, là tôi đã dọn xong rồi. Giờ tôi có việc tôi đi nha cậu Tú. Ừ, cảm ơn ông. Dạ, chào ông. Dạ. Hai người vào nhà đi. Vào đi. Mình đi vô nhà nha. Trời đất ơi, cái nhà này mà anh nói là chòi lá hả? Nói dẫn hai người thôi. Đây là nhà của ông Út. Ông Út ở bờ sông đó. Ngày xưa ông làm vườn ở đây, bây giờ ông có tuổi ông về quê rồi. Hai người ở tạm nha. Trời, căn nhà này bự gấp chục lần cái ghe của tôi. Ở tạm gì nữa, ở sướng gần chết luôn á. Thôi vô nhà đi, không nắng đó. Vô đi. Mình đi vô nha. Trời ơi, sao lại giống Lệ Hà y như đúc. Không biết tính tình như thế nào, nghe thằng Tú nói cũng ngang bướng gan lì lắm. Để coi một thời gian sẽ như thế nào. Cái bếp nè, còn có sân vườn nữa. Thiệt đúng ý tôi luôn á, tôi thích lắm. Nè, giờ tôi dẫn hai người sang phòng khách nha. Đi, đi xem, đi.
Dạ. Mình đi coi nhà nha con. Tôi mới sửa sang và dọn dẹp qua thôi. Để có gì tôi kêu người tôi sửa lại nha. Dạ thôi được rồi. Anh cho tụi tôi ở đây là tốt lắm rồi. Tụi tôi biết ơn lắm. Anh đừng có làm gì nữa, tụi tôi ngại không dám nhận đâu. Được rồi mà. Đúng rồi, tôi là thợ mộc mà. Có gì á để tôi tự làm cho. Không cần phiền ông đâu. Tôi quên mất. À mà cậu phải về lấy đồ á, để tôi chở cậu về bờ sông. Đồ tụi tôi mang theo đủ hết rồi, không có thiếu thứ gì đâu. À, nếu như ông đốc tờ có bận việc gì ở nhà thương thì cứ đi mần đi. Để ở đây tụi tôi tự sắp xếp cho. Giờ tôi phải về nhà thương làm việc. Có gì hai người cần hỗ trợ cứ báo tôi nha. Dạ. À mà khoan đã. Cho tụi tôi cảm ơn ông đốc tờ nghe. Ơn của ông tụi tôi. Thôi, tôi nghe câu này nhiều quá rồi á. Cậu nói nữa tôi giận đó. Thôi đừng có giận mà. Cậu ở lại chăm sóc Thư, cậu mới sinh xong hơi vất vả tí nha. Tôi biết rồi. Dạ. Bye bye. Ông của Doctor Tú với ảnh tốt quá ha. Vậy mà hồi trước tôi kêu cô ba nhờ ông giúp đỡ, cô không chịu đó. Tôi cũng ngại mà. Tôi biết rồi. À, ông đi ra nấu nước sôi đi. Để tôi cho em bé ngủ, rồi tôi phụ ông sắp xếp đồ đạc nha. À, để tôi làm liền. Ừ, làm liền đi. Mà cha. Có gì đâu mà khóc. Con gái lấy chồng thì phải về nhà chồng chứ. Cứ ở với cha má hoài như vậy, hàng xóm người ta chê cười, tưởng là bên nhà chồng không có đủ cơm gạo nuôi con đó. Dạ. Tôi xin phép anh chị để tôi đưa cha Loan về, để Phi Bằng còn đi làm nữa. Dạ. Chứ nó ở đây miết rồi tay nghề nó lụt, ai còn dám thuê mướn nó nữa. Khi nào có tin vui tôi sẽ báo liền cho anh chị. Dạ. Chào anh chị. Dạ. Cha má. Kiều Loan. Đi đi con. Con phải biết giữ gìn sức khỏe nghe. Má, con thương cha. Con thương má con đi. Cha, má. Đi thêm. Khốn kiếp, nó dám đem con gái của mình ra nắm đầu cán. Nắm đầu cán gì? Vô nhà tôi nói chuyện. Mình nói cái gì mà nắm đầu cán? Mình nói rõ cho tôi nghe coi. Nếu như không có vụ affair này thì chắc chắn vợ chồng đó sẽ không nhận lại con Loan đâu. Affair cái gì? Rồi affair với ai? Hắn cứ nghĩ tôi có nhiều đất đai, rồi rủ tôi hùng hạp làm thầu xây dựng các căn nhà lớn rồi bán lại cho Tây. Nhưng mà nếu như không có gì rắc rối thì mình cứ thử làm việc với anh xui coi sao. Xui gia gì nó, thằng khốn kiếp thì có. Nhưng mà tôi làm đơn xin nghỉ rồi. Ủa sao xin nghỉ? Thì chuyện của thằng Tý, tôi nhiều chuyện khác nữa. Quan lớn đề nghị với tôi, nếu như tôi chịu từ chức thì ông ta sẽ dàn xếp êm xuôi mọi chuyện. Còn nếu như tôi không chịu từ chức thì ông ta sẽ đưa hồ sơ qua bên tòa án điều tra. Lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nữa. Nhưng nếu như mình từ chức rồi thì mình cũng đâu có cái quyền lực gì để mà bao che cho những việc làm của ông Hảo. Thì đó, đó mới là chuyện tôi đang lo đây nè.
Tôi sợ rằng nếu thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn sẽ chuyển sang hành hạ con bé hai cho bỏ tức. Bộ anh chị xui tệ tới mức vậy hả mình? Còn tệ hơn vậy nữa đó. Ban đầu tôi đã nắm rõ chân tướng của hai vợ chồng này rồi, nhưng mà tôi cứ nghĩ mình có quyền, có tiền thì tụi nó không dám trở mặt đâu. Ai dè tình thế lại thay đổi như thế này. Tôi chỉ cầu mong sao con bé hai sớm có con. Lúc đó hai vợ chồng đó chỉ cưng cháu nội mà bỏ qua, không làm khó dễ con bé hai nữa. Nhưng mà suy nghĩ lại, con bé hai lấy được thằng Phi Bằng cũng là phước đức rồi. Thằng Phi Bằng nó dễ thương, học hành đàng hoàng tử tế, lại là bác vật. Tôi chắc chắn sau vụ này vợ chồng nó sẽ ổn hơn. Nhận đóng mới, sửa chữa tủ bàn ghế. Công nhận chữ của ba đẹp thiệt, chứ để mình viết là sai chính tả rồi. Ủa ông đốc tờ Tú, từ sáng giờ đã có ai mở hàng chưa? Trời ơi, tôi mới gắn cái bảng hiệu lên à, có ai biết đâu mà tới mở hàng. Vậy để tôi mở hàng cho cậu nha. Hả? Anh tính sửa chữa cái gì hả? Không phải tôi, mà là ông tôi. Ông tôi có một số đồ cổ ở nhà cần sửa chữa. Được chứ, đợi tôi chút đi, tôi vô trong lấy thùng đồ nghề ra liền nghe. Nè, cho tôi vào thăm bé Nghĩa tí nha. Tất nhiên là được rồi, đi vô trong. Vô đây. Thư ơi. Đốc tờ Tú qua thăm kìa. Ủa, anh mới qua hả? Chào cô ba. Anh ngồi chơi uống nước đi. Kệ tôi đi. Em bé sao rồi, có khỏe không? Trộm vía, bé Nghĩa dạo này ăn ngon ngủ ngon lắm, không có quấy tôi gì hết trơn á. Có Đốc tờ Tú qua thăm con nè. Vậy còn cô khỏe không? Dạ khỏe, tôi ăn được ngủ được lắm. Vậy là tốt. À thôi, bây giờ tôi theo cậu Tú qua nhà ông của cậu ấy để sửa chữa. Hả? Vậy hai người đi đi, có gì ở nhà tôi nấu cơm rồi hai người lát qua lại ăn nha. Không được. Hả? Sao đồng thanh vậy? Đã nói mới vừa ra tháng, không được làm việc nhiều mà. Trời, nấu cơm mà đâu phải chuyện gì đâu, tôi làm được, không sao hết trơn á. Cậu An nói đúng đó, cô nghỉ ngơi đi. Giờ tôi với cậu An qua nhà ông, xong tôi sẽ mang đồ ăn về cho cô. Dạ vậy thôi, tôi chờ. Hai người đi đi. Đi ngang. Ê da. Đi nha. Mình đi. Đốc tờ Tú qua thăm con đó. Ngoan 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 nè. Ngoan nè. Hả? Má đây. Anh nè. Hả? Có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Có chuyện gì ông cứ nói đi. Tôi với ông bây giờ là người thân thiết của nhau rồi mà. Cậu nói cậu với cô ba không phải vợ chồng. Với lại cậu cũng biết là tôi cũng từng có tình cảm với cô ba. Nhìn thấy má con cô ba như vậy, tôi thương yêu lắm. Tôi muốn chăm sóc cho cô ấy. Cậu có thể giúp tôi đến với cô ba được không? Hả? Tôi biết, nhờ cậu như vậy thì kỳ quá. Thôi, coi như tôi chưa nói gì đi. Mình đi. Khoan đã, tôi sẽ giúp ông đến với cô ba. Cô ba phải gặp được người vừa tốt vừa giỏi như ông thì mới xứng đáng với cổ chứ. Thời gian qua cổ đã khổ nhiều rồi, ông trời phải thương cổ, nhìn lại mẹ con cổ một lần chứ. Cảm ơn cậu nha. Thôi mình đi. Chào ông. Đây là An. Dạ con chào ông. Chào cậu. Ông gọi con qua có đồ gì cần sửa hả ông? Tôi muốn cậu giúp tôi á,
kiểm tra một số đồ gỗ ở trong nhà, vì có một số bị mục và hư rồi. Dạ. Gì vậy? Chắc là cậu ngạc nhiên với bức tranh này lắm phải không? Dạ, vì nó rất giống một người. Có phải là Kiều Thư, vợ của cậu? Không có gì là lạ hết, vì người này á là mẹ của cô ta, là mợ ba trong nhà. Cậu cũng biết chuyện này sao? Dạ, con chỉ biết bà ba là má của ba. Bà ấy chết vì sanh khó. Bà ấy không phải chết vì chuyện khó sanh, mà chết á vì cái thằng chồng khốn kiếp đó, cậu hiểu chưa? Thôi, bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ cậu muốn tôi ứng trước bao nhiêu trước khi sửa chữa đồ đạc ở trong nhà? Dạ không cần đâu ông, khi nào con làm xong con lấy tiền sau cũng được. Đâu có được. Bây giờ cậu đã có vợ con rồi, không có tiền á thì làm sao mà nuôi họ được. Nếu như ai nhờ cậu làm cái gì thì cậu phải ứng trước phần nữa, làm xong thì lấy tiền hết. Bỏ qua cái chuyện á làm xong rồi mới tính tiền, đến khi đòi á người ta không trả thì làm sao? Ừ, ông nói phải đó. Dạ con hiểu rồi. Cậu hiểu rồi phải không? Dạ. Hiểu rồi á thì bây giờ đi kiểm tra đồ đạc giùm tôi đi. Dạ. Nè, không hiểu sao cái liễn này tự nhiên nó rớt xuống. Rồi còn cái bàn này nữa. Hôm bữa tôi vô ý để nó ngã, bây giờ nó sụp xịt rồi nè. Dạ con biết rồi, để con sửa cho. Ừ, tốt. À, sẵn có cậu ở đây á, tôi muốn hỏi cậu một số chuyện liên quan tới Kiều Thư. Dạ. Cậu ngồi đi. Tú. Dạ. Rót trà đi con. Dạ. Nhìn cậu hiền lành như vậy á, không ngờ cậu lại là chồng của con nhỏ ngang bướng đó. Dạ, không phải đâu ông. Không phải cái gì, thằng Tú á nó kể cho tôi nghe hết rồi, cậu sợ vợ nhất hạng luôn đó. Nhưng mà không sao, vợ mình sợ chứ mình đâu có sợ vợ người khác, đúng không? Dạ. Bây giờ á tôi muốn cậu kể hết mọi chuyện đầu đuôi liên quan tới Kiều Thư cho tôi nghe. Dạ. Cô ba tuy là con ruột của ông chủ, nhưng từ nhỏ tính tình cương trực, khẳng khái, không biết nói lời ngon ngọt giống như là cô hai, cho nên không được lòng mọi người trong nhà. Và còn cô ba lại không có má, cho dù nói bà hai thương cô ba như là con ruột, nhưng làm sao có thể thương như con ruột được. Thằng Phước đúng là tệ bạc mà. Lúc trước nhìn nó lợi dụng cô Lệ Hà, tôi đã biết con người của nó rồi. Tôi cứ tưởng Kiều Thư là cô hai được cưng chiều trong gia đình giàu có, ai dè Kiều Thư là cô ba chứ không phải là cô hai. Dạ ông ơi, ông bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Bình tĩnh cái gì? Con đi chuẩn bị xe, ngày mai ông cháu mình xuống Cần Thơ đòi lại công bằng cho Kiều Thư. Đừng mà ông, con thấy cô ba ở đây bắt đầu cuộc sống mới cũng tốt, chắc cô ba cũng không muốn quay về đó đâu. Con nghe nói bên nhà đó nói cô ba đã chết rồi. Với tính cách của ông Phước, nếu biết cô ba còn sống thì chắc chắn không để yên đâu. Cái gì? Họ dám tung tin là Kiều Thư đã mất rồi hả? Dạ. Nếu vậy cứ để má con Kiều Thư ở lại đây, ông cũng là số trời mà. Đây là kỷ vật của má con. Ngày xưa ở Sài Gòn, má con tên là Lệ Hà và cũng rất thích bông cúc.
con nữa. Con hay đọc cuốn nhật ký này, con cũng sẽ hiểu một phần nào cuộc đời của má con. Nhật ký Lệ Hà, phận Hồng Nhan. Ông xin lỗi vì ngày xưa ông đã không bảo vệ được cho má của con. Bây giờ ông có đề nghị như thế này: ông sẽ mua cho con một căn nhà và cho con một số vốn để mà làm ăn, coi như là ông bù đắp phần nào những mất mát của con từ trước đến giờ. Dạ, dạ thôi con không cần đâu, con không dám nhận, con ngại lắm. Con đừng có ngại gì hết, dù sao thì ông cũng đã từng là tri kỷ của má con mà. Kiều Thư, cô không cần ngại đâu, dù sao ông tôi cũng từng là bạn thân của cậu Hai Trí mà. Con cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ông cho con ở nhờ căn nhà này là đủ với con lắm rồi. Con cảm thấy mình có duyên và thuộc về nơi này. Mà con nghĩ ở dưới suối vàng, má con cũng không muốn ông làm điều này đâu. Con rất giống má con đó. Ngày xưa má con luôn là một người sống rất là tự trọng, mặc dù miệng đời cứ luôn coi má con chỉ là một kỹ nữ, nhưng mà trong lòng của ông, má con luôn là một người phụ nữ tuyệt vời. Má con chưa làm bất cứ điều gì sai với cha của con hết. Ông ơi, mình đừng nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ chúng ta phải tập trung lo cho Kiều Thư, để Kiều Thư có cuộc sống tốt hơn. Dạ, con có ý này. Con biết tánh của ba, từ xưa tới giờ cổ luôn là người tự lập. Hay là ông để cổ sống thoải mái theo ý thích của mình đi. Thôi được rồi, nếu như con nói như vậy thì ông chấp nhận. Nhưng mà về sau này, khi con cần bất cứ điều gì thì con cứ nói cho ông biết, ông luôn ở bên cạnh con và sẵn sàng giúp đỡ cho con. Dạ, cảm ơn ông. Cô ba, trùng hợp ghê hen, sợi dây chuyền này cũng có hình bông cúc. Má cô ba cũng thích bông cúc, cô ba cũng thích bông cúc, tôi cũng thích bông cúc luôn. Hay ghê á. Hay là cô ba đeo lên đi. Không, tôi muốn cất làm kỷ niệm. Đây là kỷ vật duy nhất má tôi để lại cho tôi, tôi không muốn làm mất nó đâu. Kiều Loan, em không ngủ được hả? Có chuyện gì sao em? Anh, em muốn đi làm. Đâu có được, má muốn em ở nhà lo cho gia đình. Lo cái gì bây giờ? Anh à, anh coi đó, nhà mình như vậy, hay là mình mướn người làm nha. Chứ nhà em ở dưới đó cũng 3-4 người làm rồi. Trong khi đó nhà mình to ơi là to, mà có một mình ên má thì làm sao mà dọn dẹp nổi. Em à, tính của má là vậy đó. Bây giờ em ở nhà phụ má, chắc là má vui lắm đó. Em không muốn ở nhà, em chỉ muốn đi làm thôi. Anh, em có bằng thành chung rồi, anh cũng biết đó. Ở quê em đâu có bao nhiêu người phụ nữ có bằng thành chung đâu, mà em có đó. Anh không thấy nếu như em không được đi làm là uổng công sức em học bao nhiêu lâu nay hả? Thực ra đâu có ai bắt em ở nhà hoài đâu. Em ở nhà một thời gian cho má vui,
Rồi sau đó từ từ anh sẽ nói với má, để cho em đi làm. Một thời gian là bao nhiêu lâu chứ? Em muốn anh nói liền ngày mai. Em không muốn tù túng trong căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa hết. Bao nhiêu lâu trôi qua rồi mà anh không thấy hả? Muộn rồi. Có gì để mai nói đi. Nhỏ tiếng thôi em. Đã mấy giờ rồi mà con nói chuyện ôm sòm như vậy chứ? Đó, em nói nhỏ thôi. Cứ từ từ, để anh tìm cách nói chuyện với má. Cho em đi làm được chưa? Anh nói ngay trong tháng này nha anh. Ngay trong tháng này thì chưa đâu. Em cũng thấy đó. Bây giờ má cũng còn giận hai chúng ta về chuyện nói chối má. Em có lừa dối má đâu. Chỉ là chúng ta chậm đi một chút thôi mà. Chỉ là chậm một chút thôi. Conflit de grossesse n'est pas trop gros, mais pas trop petit. Docteur, que s'est passé? Ta femme ne pourra naître de nouveau. Anh. Hả? Hả? Em nói gì? Anh đang nghĩ tới ai mà em nói anh không trả lời em vậy? Anh đâu có đâu. Đâu nghĩ tới ai đâu. Không có. Anh nói dối em. Anh đang nghĩ tới con Kiều Thư đúng không? Không có mà Kiều Loan. Làm sao mà không có được? Nếu như anh không nghĩ tới nó thì chắc là, chắc là anh cũng đang nghĩ tới con của nó đúng không? Anh muốn bỏ em đúng không? Tại sao mà hả? Anh ngồi trên giường với em mà anh nghĩ tới người con gái Kiều khác Loan vậy? À, anh nói là không có mà. Rõ ràng là có mà. Nếu như anh nghĩ tới Kiều Thư thì anh đi tìm nó đi. Tại sao phải nằm chung một giường với em làm gì? Kiều Loan à. Hả? Để cho người ta ngủ đi. Mở cửa coi. Phi Ban. Dạ má. Dạ vợ của con nằm mơ thôi má ơi. Nè, cô có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn la lối ôm sòm như vậy? Tính không để cho ai ngủ hết hay sao? Kìa má, con không biết dạy vợ thì để cho má dạy. Nè, cô á, ở nhà được cha má cưng chiều quá, cô muốn gì được đó, cho nên sinh ra hư hỏng đúng không? Hả? Nhưng mà ở nhà tôi thì không có cái kiểu đó đâu. Gia đình tôi á không phải là cái thứ lan chạ như gia đình cô đâu nha. Sao má nói như vậy vậy? Gia đình con đã làm gì mà má nói gia đình con lan chạ? Còn không hả? Hai chị em lấy chung một chồng, không gọi là lan chạ thì gọi là cái gì? Cha cô nổi tiếng ăn chơi nhất cái xứ này, gặp đàn bà con gái là không có bỏ qua đâu. Má à, thôi để hôm khác tôi hãy nói nghe má. Bây giờ tối rồi, má về nghỉ ngơi đi. Nghe con đi mà. Mày để cho má nói. Má ấm ức lâu lắm rồi. Cha cô thất đức, cho nên bây giờ con gái mới phải chịu hậu quả như vậy đó. Có thai lần đầu mà cũng bị hư thai nữa, làm gia đình tôi cũng vì cô mà bị liên lụy nè. Má à, má làm ơn ra ngoài giùm con đi má. Sức khỏe của vợ con đang yếu. Làm gì yếu? Người ta sanh đẻ còn nói yếu được. Vợ mày có sanh đẻ được đâu mà nói yếu. Ngay từ đầu má đã không chịu con nhỏ này rồi. Nhưng mà tại cha con á, cứ nói là ấp phe làm ăn của ổng, cho nên má đành chịu thôi. Bây giờ thì ấp phe cũng không thấy, của hồi môn cũng không có, một đồng một cắc cũng không có luôn nè. Em à, em sao vậy? Em không thở được. Em không thở được. Kiều Loan. Em thở không được. Em thở tụi không nó được. Nó có chuyện gì mà ôm sòm với bà? Cha ơi, cậu sẽ cứu thương giùm con đi. Để con đưa vợ con đi nhà thương. Thôi, mắc mớ gì phải đưa đi nhà thương. Nó chỉ giả bộ kì thôi má. Nó giả bộ lên chứ có chuyện để đuổi khéo cha má đó con. Được rồi. Thôi, cha má ra ngoài cho nó vừa lòng. Đi bà. Kiều Loan à, em có sao không vậy Kiều Loan? Kiều Loan, cha má. Cha ơi, cha. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này hả cha ơi? Bình tĩnh lại đi Kiều Loan. Bình tĩnh lại đi em. Em ơi, em bình tĩnh lại đi. Cha ơi. Tính cho cẩn thận nha, coi chừng chạy đồ đó, đồ quý giá không đó nha.
Cẩn thận, cẩn thận. Sao con khóc vậy? Con thấy người ta dọn hết đồ nhà mình đi nên con buồn đúng không? Thôi con, không sao đâu nè. Thôi đi vô đi con. Có thịt áp chảo Pony là bát cân đẻ. Pony áp chảo, phả đảo cơm nóng. Pony.